Xin chào quý thính giả của Phượt Radio. Quý thính giả thân mến, Pha Luông từ lâu đã trở thành một địa điểm thú vị và hấp dẫn đối với những người yêu thích du lịch và leo núi. Phượt Ký hôm nay xin giới thiệu đến quý thính giả của hành trình leo ngọn núi Pha Luông qua ký sự của tác giả Ngô Huy Hòa. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đoàn chúng tôi khởi hành từ thị trấn Mộc Châu lúc tờ mờ sáng, theo đường quốc lộ 43 hướng đi cửa khẩu Lóng Sập. Mất chừng 20 cây số, chúng tôi rẽ vào ngã đi Mường Ve. Đi khoảng 7 km đường trải nhựa đẹp nữa, từ đây hành trình mới thực sự gian nan. Quãng đường chỉ 10 cây số nhưng mà đường đất đỏ bụi mù và dốc lên dốc xuống rất hiểm trở. Thời tiết may mắn dù đang âm u nhưng không mưa. Nếu mưa, chúng tôi sẽ gần như không thể di chuyển được. Có những đoạn chúng tôi phải leo bộ và đẩy xe. Những tiếng xe máy gầm trong mùi khét lẹt khi mà liên tục để số 1, số 2. Cung đường khiến tôi nhớ tới những câu thơ cũ: ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, mà nhà thơ Quang Dũng đã mô tả về vùng đất này trong bài Tây Tiến. Điều đặc biệt ở đây cũng giống như những khu vực biên giới hiểm trở với Lào mà tôi từng thấy, đó là có rất nhiều vách núi, tảng đá to chắn bên đường. Những tảng đá rêu phong với đủ hình dáng bên núi, bên đồi hay dưới suối chắn ngang đường khiến tôi thích thú. Trông chúng giống như bay từ một vụ nổ thiên thạch và có từ hàng trăm triệu năm vậy. Những phiến đá tảng độc đáo chắn bên đường khiến cảnh vật kỳ thú vô cùng. Và sau khi mất nhiều thời gian với cung đường đất đá hiểm trở, chúng tôi đã tới bản Pha Luông. Nơi đây được phủ kín sương trắng xóa, tiến vào đồn biên phòng gửi xe. Tiếp đón chúng tôi là những người lính biên phòng đồn Pha Luông. Nghỉ ngơi và uống những chén trà nóng, tôi cũng hơi bất ngờ bởi sự thân thiện, cởi mở của những người lính biên phòng nơi đây. Theo anh Việt, trưởng đồn biên phòng, thì đây là vùng đất với an ninh phức tạp. Các chiến sĩ thường xuyên đi tuần và có kết hợp mật thiết với đồn biên phòng bên Lào tuần tra chung. Và với địa hình phức tạp, mùa mưa hầu như chỉ có thể đi bộ, nên cuộc sống người dân ở đây rất khó khăn, tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Chúng tôi khâm phục hơn khi biết các anh đã chấp nhận hy sinh. Có người từ tận xa mà nằm vùng ở đây đã nhiều năm. Sau khi chỉnh giấy phép, để lại giấy tờ tùy thân, chúng tôi bắt đầu hành trình leo núi. Nhưng người lính biên phòng không quên nhắc nhở chúng tôi về đường đi, cẩn thận leo và về trước khi mặt trời lặn. Khởi đầu là những lối mòn vượt bản vượt nương đồi trong sương sớm. Dù đã khá muộn nhưng khu vực quanh bản vẫn bị bao phủ bởi lớp sương mù đặc quánh. Mặt trời chỉ le lói những tia nắng yếu ớt trên rặng cây dưới lớp mây mù. Mùa này những cây mua nở hoa tím biếc dọc sườn đồi núi. Và sau nửa giờ leo bộ, vượt lên trên những tầng mây mù là một không gian thoáng đãng. Lớp mây đặc quánh như nước lũ cuộn chảy dần tan ra dưới ánh nắng chói chang. Đâu đó, những dân bản đi làm nương, làm rẫy cần mẫn bên nương đồi khúc khỉu dốc cao vời vợi. Và cũng chính họ dẫn lối giúp chúng tôi theo đúng đường mà dân bản vẫn hay đi rừng. Khu rừng Sơn Nha rậm rạp với vô số những loài hoa đua nở. Những chiếc lá cây đủ màu trải thảm như đệm xốp nâng đỡ bước chân chúng tôi. Điều đặc biệt nữa ở đây cũng chính là những hòn đá tảng to với đủ mọi hình thù. Sức sống của những thân cây nơi đây thật mãnh liệt khi mà những bộ rễ cây tưởng chừng như bao bọc ôm chùm lên cả những tảng đá. Trên đường đi, vì mải mê ngắm hoa, chụp hình và rồi điều tệ hại đã xảy ra. Chúng tôi bị lạc. Người bạn dẫn dù đã đi nhiều lần, nhưng đây cũng là lần đầu đi lên với đường này nên hoàn toàn đi theo định vị phương hướng. Chúng tôi lạc lối, đi mãi mà không thấy đích. Mất hoàn toàn lối mòn. Theo lịch trình dự kiến thì chỉ mất tầm 4 giờ leo là lên tới đỉnh, nhưng tới quá trưa chúng tôi vẫn mò mẫm trong rừng. Tại độ cao này, khu rừng xen lẫn với hàng ngàn những thân tre trúc mảnh khảnh, chúng tôi phải phát cây và lần mò trong rừng rậm. Cảm giác lạc đường với cái bụng đói khát thật là khó chịu. Trong rừng còn vô số những đàn ruồi đen bé xíu vo ve và vây bám lấy đám người lạc lối. Người bạn dẫn còn phải trèo lên ngọn cây cao nhằm xác định phương hướng.
Và khi định vị được vị trí nơi mình đứng, chúng tôi quyết định mở đường lần mò thẳng hướng tới đỉnh núi. Thật may, thời tiết nắng nhẹ, gió mát và khô ráo, nếu không thì chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và cuối cùng, điều mong chờ nhất đã tới. Khi vượt qua khu rừng trúc rậm rạp là một khoảng không gian thoáng đãng, cả đội hò hét trong vui sướng. Vậy là sau nhiều giờ lần mò trong rừng rậm, chúng tôi đã lên tới đỉnh Pha Luông. Đỉnh Pha Luông là một vùng núi đá với bề mặt phẳng và rộng hàng hecta, tách biệt với khu rừng rậm. Chỉ có điều, chúng tôi không khỏi tiếc nuối và xót xa khi dẫm chân lên thảm hoa đỗ quyên cháy rụi chưa lâu. Những thảm cây đỗ quyên rộng lớn dường như đã trải qua một vụ cháy thảm khốc. Thật tiếc, nếu còn, đây sẽ là khu đồi hoa đỗ quyên nở rộ và rộng nhất mà tôi biết. Chỉ còn những khóm hoa chênh vênh bên bờ vực sâu hun hút, bờ vực đá hùng vĩ mà kỳ ảo quá đỗi so với trí tưởng tượng của tôi. Phía dưới vực là khu đồi rộng lớn nước bạn Lào, còn phía xa thấp thoáng là những mái nhà. Đứng nơi đây tôi mới thấy rõ hơn những xúc cảm mà nhà thơ Quang Dũng với vần thơ Tây Tiến năm nào. Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, hé hút cồn mây, súng người trời, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai Pha Luông mưa xa khơi. Điều đặc biệt nữa là nhìn từ đỉnh, tôi thấy rõ ranh giới với nước bạn Lào. Và những cơn gió Lào mạnh mẽ cuộn thốc từ đáy vực lên khiến tôi có cảm giác phiêu bổng. Hôm nay là một ngày khá lặng gió, vậy mà đôi lúc những cơn gió mạnh cũng khiến người đứng không vững. Người bạn tôi thử tung chai vỏ nước xuống vực mà lại bị hất ngược về phía sau. Thêm nữa, trời nắng nhưng nếu trong xanh có mây thì khung cảnh sẽ huyền ảo hơn nhiều. Nơi đây không hề vắng lặng, mà trái lại có vô vàn những cặp đôi người Mông lên đây vui chơi. Được biết, đây là khu vực người Mông lấy làm địa điểm hẹn hò. Họ diện những bộ váy áo rực rỡ, vui đùa với những bó hoa đỗ quyên to. Hẻm vực núi này cũng có nhiều câu chuyện kể về những chàng trai, cô gái yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm nên gieo mình xuống vực. Những câu chuyện kỳ bí về đêm trên đỉnh Pha Luông khiến ai có ý định qua đêm nơi đây đều chuột bước. Trên đỉnh núi còn có một hòn đá lớn với vết khắc hình con rồng độc đáo mà không biết có từ bao giờ. Tuy nhiên, phiến đá tôi cũng bắt gặp những dấu tích bằng phấn bút cũng không đẹp đẽ gì của những người du lịch khoe chiến tích lên tới đây. Vì lạc đường, chúng tôi có ít thời gian vui chơi hơn. Gấp rút về trước khi trời tối nên đành lỡ hẹn ra tham quan cột mốc biên giới. Theo lối chân một đôi bạn người Mông đi về, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đỉnh. Khu vực quanh đỉnh có nhiều khe nứt gãy địa chất, với vực sâu hun hút mà nếu chỉ sơ sẩy thì hậu quả khôn lường. Xuống bằng đường chính thống, dốc hơn nhiều so với lối mở đường mà chúng tôi đi lạc. Tuy thế, tốc độ nhanh hơn so với đi lên. Đôi bạn người Mông quen leo rừng, thoáng cái chúng tôi đã bị họ bỏ mất dấu.